Hai La Mã phẩm hộ trì. Một, trú xứ. Này các tỷ kheo, tỷ kheo thành tựu năm chi phần, thân cận chia sẻ trú xứ thành tựu năm chi phần. Không bao lâu do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo thành tựu năm chi phần? Ở đây, này các tỷ kheo có lòng tin, tin tưởng ở sự giác ngộ của Như Lai. Đây là Thế Tôn, bậc A-La-Hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Vị ấy ít bệnh, ít não, sự tiêu hóa được điều hòa, không lạnh quá, không nóng quá, trung bình, hợp với tinh tấn. Vị ấy không lừa đảo, mang trá, nêu rõ mình như chân đối với bậc đạo sư, đối với các vị sáng suốt hay đối với các vị đồng phạm hạnh. Vị ấy sống tinh cần, tinh tấn, từ bỏ các pháp bất thiện, thành tựu các thiện pháp, nỗ lực, kiên trì, tinh tấn, không từ bỏ gánh nặng trong các thiện pháp. Vị ấy có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sanh diệt của các pháp, thể nhập thánh quyết trạch, đưa đến chân chánh, đoạn diệt khổ đau. Như vậy, này các tỷ kheo thành tựu năm chi phần. Này các tỷ kheo, như thế nào là trú xứ thành tựu năm chi phần? Ở đây, này các tỷ kheo, trú xứ không quá xa, không quá gần, thuận tiện cho đi và đến. Ban ngày không đông đúc, ban đêm không ồn ào, không huyên náo, ít xúc chạm với ruồi, muỗi, gió, sức nóng mặt trời và các loại rắn rít. Trú tại trú xứ ấy, tìm được không mệt nhọc các vật dụng như y áo, đồ ăn khất thực, sàn tọa, dược phẩm trị bệnh. Tại trú xứ ấy, các trưởng lão tỷ kheo đến ở là những bậc nghe nhiều, được trao truyền kinh điển, những bậc trì pháp, trì luật, trì toát yếu, thường thường đến các vị ấy tìm hiểu, hỏi han. Thưa tôn giả, cái này là thế nào? Ý nghĩa cái này là gì? Các tôn giả ấy mở rộng những gì chưa mở rộng, trình bày những gì chưa trình bày. Đối với những vấn đề còn khởi lên những nghi vấn, vị ấy giải tỏa các nghi vấn ấy. Này các tỷ kheo, trú xứ như vậy thành tựu năm chi phần? Này các tỷ kheo thành tựu năm chi phần, thân cận chia sẻ trú xứ thành tựu năm chi phần, không bao lâu do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí có thể chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Hai, các chi phần. Này các tỷ kheo đoạn tận năm chi phần, thành tựu năm chi phần được gọi trong pháp và luật này là vị toàn hảo, đã thành tựu viên mãn, là bậc tối thượng. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo đoạn tận năm chi phần? Ở đây, này các tỷ kheo đoạn tận dục tham, đoạn tận sân, đoạn tận hôn trầm thụy miên, đoạn tận trạo hối, đoạn tận nghi. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo đoạn tận năm chi phần. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo thành tựu năm chi phần? Ở đây, này các tỷ kheo thành tựu vô học giới uẩn, thành tựu vô học định uẩn, thành tựu vô học tuệ uẩn, thành tựu vô học giải thoát uẩn, thành tựu vô học giải thoát tri kiến uẩn. Như vậy, này các tỷ kheo thành tựu năm chi phần. Này các tỷ kheo đoạn tận năm chi phần, thành tựu năm chi phần được gọi trong pháp và luật này là vị toàn hảo, đã thành tựu viên mãn, là bậc tối thượng. Không dục tham, không sân, không hôn trầm thụy miên, không trạo cử, không nghi, tỷ kheo hoàn toàn không giới vô học giới quẩn, giới vô học định quẩn, đầy đủ giới giải thoát, giới tri kiến. Như vậy, vị tỷ kheo như vậy
đầy đủ năm chi phần, đoạn tận năm chi phần trong pháp và luật này. Được gọi vị đầy đủ hoàn toàn mọi phương diện. Ba, các kiết sử. Này các tỷ kheo, có 10 kiết sử này, thế nào là 10? 5 hạ phần kiết sử, 5 thượng phần kiết sử. Thế nào là 5 hạ phần kiết sử? Thân kiến, nghi, giới cấm thủ, dục tham, sân. Đây là 5 hạ phần kiết sử. Thế nào là 5 thượng phần kiết sử? Sắc ái, vô sắc ái, mạng, trạo cử, vô minh. Đây là 5 thượng phần kiết sử. Này các tỷ kheo, đây là 10 kiết sử. 4. Tâm hoang du. Này các tỷ kheo, với tỷ kheo hay tỷ kheo ni nào, 5 tâm hoang du chưa đoạn tận, 5 tâm triền phược chưa được cắt đứt, với vị ấy, đêm đến hay ngày đến, chờ đợi là tổn giảm trong các thiện pháp, không phải là tăng trưởng. Như thế nào là 5 tâm hoang du chưa được đoạn tận? Này các tỷ kheo, ở đây tỷ kheo nghi ngờ bậc đạo sư, do dự, không quyết đoán, không có tịnh tính. Chư tỷ kheo, tỷ kheo ni nào nghi ngờ bậc đạo sư, do dự, không quyết đoán, không có tịnh tính, thời tâm vị ấy không hướng về nhiệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tấn. Nếu tâm của ai không hướng về nhiệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tấn, như vậy là tâm hoang du thứ nhất chưa được đoạn tận. Lại nữa, này các tỷ kheo nào nghi ngờ pháp không có tịnh tính như trên, nghi ngờ tăng không có tịnh tính, nghi ngờ các học pháp do dự, không quyết đoán, không có tịnh tính. Này các tỷ kheo nào nghi ngờ các học pháp không có tịnh tính, tâm vị này không hướng về nhiệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tấn. Nếu tâm của ai không hướng về nhiệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tấn, như vậy là tâm hoang du thứ tư chưa được đoạn tận. Lại nữa, này các tỷ kheo ấy phẫn nộ đối với các vị đồng phạm hạnh, không có hoan hỷ, tâm tư chống đối, cứng rắn. Chư tỷ kheo ni nào phẫn nộ đối với các vị đồng phạm hạnh, không có hoan hỷ, tâm tư chống đối, cứng rắn, thời tâm của vị này không hướng về nhiệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tấn. Nếu tâm của ai không hướng về nhiệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tấn, như vậy là tâm hoang du thứ năm chưa được đoạn tận. Như vậy là năm tâm hoang du chưa được đoạn tận. Thế nào là năm tâm triền phược chưa cắt đứt? Này các tỷ kheo, ở đây vị tỷ kheo đối với những dục không phải không tham ái, không phải không tham dục, không phải không ái luyến, không phải không khao khát, không phải không nhiệt não, không phải không khát ái. Này các tỷ kheo nào đối với những dục không phải không tham ái, không phải không khát ái, tâm của vị ấy không hướng về nhiệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tấn. Nếu tâm của ai không hướng về nhiệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tấn, như vậy là tâm triền phược thứ nhất chưa được cắt đứt. Lại nữa, này các tỷ kheo nào đối với tự thân không phải không tham ái như trên, như vậy là tâm triền phược thứ hai chưa được cắt đứt. Lại nữa, này các tỷ kheo nào đối với các sắc pháp không phải không tham ái như trên, như vậy là tâm triền phược thứ ba chưa được cắt đứt. Lại nữa, này các tỷ kheo nào ăn cho đến thỏa thuê, cho đến bụng chứa đầy, sống thiên nặng về khoái lạc sàng tọa, khoái lạc ngủ nghỉ, khoái lạc thụy miên. Này các tỷ kheo nào ăn cho đến thỏa thuê, cho đến bụng chứa đầy như trên, như vậy là tâm triền phược thứ tư
chưa được cắt đứt. Lại nữa, này các tỷ kheo nào sống phạm hạnh với mong cầu được sanh thiên giới, với ý nghĩa, ta với giới này, với hạnh này, với khổ hạnh này, hay với phạm hạnh này, sẽ được sanh làm chư thiên này hay chư thiên khác? Này các tỷ kheo nào sống phạm hạnh như trên, như vậy là tâm triền phược thứ năm chưa được cắt đứt. Như vậy là năm tâm triền phược chưa được cắt đứt. Này các tỷ kheo hay tỷ kheo ni nào, năm tâm hoang du chưa đoạn tận, năm tâm triền phược này chưa cắt đứt, với vị ấy đêm đến hay ngày đến, chờ đợi là sự tổn giảm trong các thiện pháp, không phải là tăng trưởng. Này các tỷ kheo hay tỷ kheo ni nào, tâm hoang du đã đoạn tận, năm tâm triền phược đã cắt đứt, với vị ấy đêm đến hay ngày đến, chờ đợi là sự lớn mạnh trong các thiện pháp, không phải là tổn giảm. Thế nào là năm tâm hoang du đã được đoạn tận? Này các tỷ kheo, ở đây tỷ kheo không nghi ngờ bậc đạo sư, không do dự, quyết đoán, tịnh tính. Này các tỷ kheo nào không nghi ngờ bậc đạo sư, không do dự, quyết đoán, tịnh tính, thời tâm vị ấy hướng về nhiệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tấn. Nếu tâm của ai hướng về nhiệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tấn như vậy, là tâm hoang du thứ nhất đã được đoạn tận. Lại nữa, chư tỷ kheo nào không nghi ngờ pháp như trên, không nghi ngờ tăng như trên, không nghi ngờ học pháp, không do dự, quyết đoán, tịnh tính. Này các tỷ kheo nào không nghi ngờ học pháp, không do dự, quyết đoán, tịnh tính, thời tâm vị ấy hướng về nhiệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tấn. Nếu tâm của ai hướng về nhiệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tấn như vậy, là tâm hoang du thứ tư đã được đoạn tận. Lại nữa, này các tỷ kheo nào không phẫn nộ đối với các vị đồng phạm hạnh, hoan hỷ, tâm tư không chống đối, không cứng rắn. Này các tỷ kheo nào không phẫn nộ đối với các vị đồng phạm hạnh, hoan hỷ, tâm tư không chống đối, không cứng rắn. Thời tâm vị ấy hướng về nhiệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tấn. Nếu tâm của ai hướng về nhiệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tấn, như vậy là tâm hoang du thứ năm đã được đoạn tận. Như vậy là năm tâm hoang du đã được đoạn tận. Thế nào là năm tâm triền phược đã được cắt đứt? Này các tỷ kheo, ở đây tỷ kheo đối với những dục không có tham ái, không có tham dục, không có ái luyến, không có khao khát, không có nhiệt não, không có khát ái. Này các tỷ kheo nào đối với những dục không có tham ái, không có tham dục, không có luyến ái, không có khao khát, không có nhiệt não, không có khát ái, tâm vị ấy hướng về nhiệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tấn. Nếu tâm của ai hướng về nhiệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tấn, như vậy là tâm triền phược thứ nhất đã được cắt đứt. Lại nữa, này các tỷ kheo nào đối với tự thân không có tham ái như trên, như vậy là tâm triền phược thứ hai đã được cắt đứt. Lại nữa, này các tỷ kheo nào đối với các sắc pháp không có tham ái như trên, như vậy là tâm triền phược thứ ba đã được cắt đứt. Lại nữa, này các tỷ kheo nào không ăn cho đến thỏa thuê, cho đến bụng chứa đầy, không thiên nặng về khoái lạc sàn tọa, khoái lạc ngủ nghỉ, khoái lạc thùy miên như trên, như vậy là tâm triền phược thứ tư đã được cắt đứt. Lại nữa,
Này các tỷ kheo, tỷ kheo nào sống phạm hạnh, không mong cầu được sanh thiên giới, với ý nghĩa ta với giới này, với hạnh này, với khổ hạnh này, hay với phạm hạnh này, sẽ được sanh làm chư thiên này hay chư thiên khác? Này các tỷ kheo nào sống phạm hạnh, không mong cầu được sanh thiên giới, với ý nghĩ ta với giới này, với hạnh này, với khổ hạnh này, hay với phạm hạnh này, sẽ được sanh làm chư thiên này hay chư thiên khác? Tâm vị ấy hướng về nhiệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tấn. Nếu tâm của ai hướng về nhiệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tấn như vậy, là tâm được triền phược thứ năm đã được cắt đứt. Như vậy là năm tâm triền phược đã được cắt đứt. Này các tỷ kheo, với tỷ kheo hay tỷ kheo ni nào, năm tâm hoan du này đã được đoạn tận, năm tâm triền phược này đã được cắt đứt. Với vị ấy, đêm đến hay ngày đến, chờ đợi là sự lớn mạnh trong thiện pháp, không phải là tổn giảm. Ví như, này các tỷ kheo, trong độ trăng đầy, đêm đến hay ngày đến, mặt trăng được tăng trưởng về dung sắc, được tăng trưởng về hình tròn, được tăng trưởng về ánh sáng, được tăng trưởng về bề cao, bề rộng của quỹ đạo. Cũng vậy, này các tỷ kheo, với tỷ kheo hay tỷ kheo ni nào, năm tâm hoan du đã được đoạn tận, năm tâm triền phược đã được cắt đứt. Với vị ấy, đêm đến hay ngày đến, chờ đợi là sự lớn mạnh trong các thiện pháp, không phải là tổn giảm. 5. Không phóng dật. Này các tỷ kheo, cho đến các loài hữu tình không chân, hay hai chân, hay bốn chân, hay nhiều chân, hay có sắc, hay không có sắc, hay có tưởng, hay không tưởng, hay phi tưởng, phi phi tưởng, Như Lai được gọi là tối thượng giữa họ, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Cũng vậy, này các tỷ kheo, phàm có những thiện pháp nào, tất cả những pháp ấy lấy không phóng dật làm căn bản, lấy không phóng dật làm chỗ quy tụ, không phóng dật được gọi là tối thượng trong các pháp ấy. Ví như, này các tỷ kheo, phàm có những dấu chân của các loài chúng sanh bộ hành hào, tất cả đều hội tập trong chân con voi, và chân con voi được gọi là tối thượng trong tất cả loại chân, tức là về phần to lớn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, phàm có những thiện pháp nào, tất cả chúng lấy không phóng dật làm căn bản, lấy không phóng dật làm chỗ quy tụ, không phóng dật được gọi là tối thượng trong tất cả thiện pháp. Ví như, các đòn tay nào của một ngôi nhà có nóc nhọn, tất cả đều đi đến mái nhọn, hướng đến mái nhọn, quy tụ vào mái nhọn. Mái nhọn đối với chúng được gọi là tối thượng. Cũng vậy, này các tỷ kheo, phàm có những thiện pháp nào, tất cả chúng lấy không phóng dật làm căn bản, lấy không phóng dật làm chỗ quy tụ, không phóng dật được gọi là tối thượng trong tất cả thiện pháp. Ví như, này các tỷ kheo, phàm có những loại rễ hương nào, loại mũ keo đen được gọi là tối thượng. Cũng vậy, này các tỷ kheo, phàm có những thiện pháp nào, trong tất cả các thiện pháp, ví như, này các tỷ kheo, phàm có những loại lõi hương nào, loại chiên đàn đỏ được gọi là tối thượng. Cũng vậy, này các tỷ kheo, phàm có những thiện pháp nào, trong tất cả thiện pháp, ví như, này các tỷ kheo, phàm có những loại hương nào, vũ quý hoa được gọi là tối thượng. Cũng vậy, này các tỷ kheo, phàm có những thiện pháp nào, trong tất cả thiện pháp, ví như, này các tỷ kheo, phàm có những tiểu dương nào, tất cả đều tùy thuộc vua chuyển luân chương. Chuyển luân chương đối với họ được gọi là tối thượng. Cũng vậy, này các tỷ kheo, phàm có những thiện pháp nào trong tất cả thiện pháp, ví như, này các tỷ kheo,
phàm ánh sáng của bất cứ loại sao nào, tất cả đều không bằng 1/16 ánh sáng của mặt trăng. Ánh sáng mặt trăng đối với chúng được gọi là tối thượng. Cũng vậy, này các tỷ kheo, phàm có những thiện pháp nào trong tất cả thiện pháp? Ví như, này các tỷ kheo, vào mùa thu, khi hư không mở rộng, không có mây mù, mặt trời vươn thẳng lên trời, không quét sạch mọi tối tăm trên trời, chói sáng, rực sáng, bừng sáng. Cũng vậy, này các tỷ kheo, phàm có những thiện pháp nào trong tất cả thiện pháp? Ví như, này các tỷ kheo, phàm có con sông lớn nào, ví như sông Hằng, sông Yamuna, sông Asikravati, sông Sarabu, sông Mahi, tất cả con sông ấy đều đi đến biển, hướng đến biển, thuận xuôi về biển, hướng nhập vào biển. Biển lớn được gọi là tối thượng với chúng. Cũng vậy, này các tỷ kheo, phàm có những thiện pháp nào? Tất cả những pháp ấy lấy không phóng dật làm căn bản, lấy không phóng dật làm chỗ quy tụ, không phóng dật được gọi là tối thượng trong các pháp ấy.